và ai cũng khen ngon á. Ngon nhờ cái tương với lại thịt mình làm nhà nó sạch sẽ, bò với thịt heo cô làm ở nhà. Thịt thì một ngày mình làm tầm bao nhiêu ký không? 2 mấy ký. Rồi làm đủ bán thôi nữa cô. Nếu mà làm đủ bán vậy thì một ngày mình bán tầm bao nhiêu? 200 mấy 300. Có lúc người ta đặt á, cũng có 100 ổ cũng có, mà 40-50 cũng có, 30-40 cũng có, 20-30 cũng có. Khách nào đợi thì đợi được thì đợi, đợi không được thì người ta đi. Chứ giờ mình làm không kịp mà. Cô tên Lài. Mình bán đây là mình bán món gì cô? Bánh mì thịt nướng. Mình bán địa chỉ số mấy ạ? 53 Cao Thắng, phường 3, quận 3, 2 giờ tới 8 giờ tối. Tính đến nay thì mình bao nhiêu năm rồi? 30 mấy năm. Lúc mà cô mới ra bán thì mình bao nhiêu tuổi rồi? Nó có 10 mấy tuổi à, 17 tuổi à. Chứ giờ mình bán ở đây luôn hay là mình có địa chỉ nào, địa điểm nào khác nữa không? Hồi trước cô gánh này bán dạo, ra đây bán rồi quen khách ra đây rồi bán đây luôn. Bò với thịt heo cô làm ở nhà. Thế lúc mình nướng lên cái màu rất là đẹp. Thế là cái bí quyết đi của nhà mình đây rồi. Không làm gì rồi đó, vợ chị đó. À, ai ăn cái lớn thì 25-30. Thịt này mình ăn thì cái vị nó sẽ như thế nào? Nó mềm á, mà nó thơm. Cái quá trình chuẩn bị thì nó có mất nhiều thời gian. Có. Sáng là mình đi chợ mà lấy thịt về rồi bắt đầu là ướp rồi bắt đầu là lên làm luôn đó. Làm xong rồi tới 2 giờ rồi đi ra đi bán. Khách đến đây là khách tặng một thức ăn cái tương của cô á. Khách có cảm nhận thế nào thì nó cũng ngon và ai cũng khen ngon á. Ngon nhờ cái tương với lại thịt mình làm nhà nó sạch sẽ á. 10.000 6 miếng mà cô ít bán lắm. Tại vì làm không kịp cho nên không có bán thịt không. Thịt thì một ngày mình làm tầm bao nhiêu ký không? 2 mấy ký. Rồi làm đủ bán thôi nữa không? Nếu mà làm đủ bán vậy thì một ngày mình bán tầm bao nhiêu? 200 mấy 300. Cái này thịt này là thịt mình đã làm chín rồi hay là nó vẫn còn sống rồi mình nướng? Làm chín rồi. Yeah. Làm qua rồi. Chứ bây giờ nếu mà ra đây nướng là không kịp. Giờ khách giờ người ta ăn người ta không có chờ. Bánh mì của mình á thì nó sẽ có những cái gì trong đó không? Leo, đồ chua, ngò, ớt sa tế. Là ở nhà thì chuẩn bị với mình có chuẩn bị là còn có ai phụ không? Con. Nếu mà bán đông quá thì sao không? Cũng phải chịu thôi. Khách nào đợi thì đợi được thì đợi, đợi không được thì nhà ta đi. Chứ giờ mình làm không kịp mà. Lâu là lâu cái nướng thịt. Cảm thấy nóng hay là gì không? Nóng lắm chứ. Mọi giờ chén cơm mình ăn là phải chịu thôi. Theo cô thì cái điểm nào mà để mà thu hút khách lại đến với mình? Nhờ cái thịt ngon á, rồi nó thơm á. Mà ăn cái bánh mì với lại cái tương đen rất là bắt đúng không cô? Khách mà ăn nhiều nhất là bao nhiêu ổ cô? Cái lúc người ta đặt á, cũng có 100 ổ cũng có, mà 40-50 cũng có, 30-40 cũng có, 20-30 cũng có. Nồi nướng này thì cô ngồi chút xíu rồi cái lò rất là nhỏ, rất là nóng. Nóng lắm. Rồi cô cái nồi nướng liên tục còn bao nhiêu tiếng không? Từ trưa mà tới 8 giờ thì hồi đó là ở nhà của bà dì đó, bà bán cái này nè. Dạ. Rồi xong rồi cái thấy là bán được quá rồi nhà, cả nhà ra bán luôn. Dạ. Là gia đình cô là đều bán món này. Giờ nghỉ hết rồi, còn có 2 người. Dạ. Nó cực quá nghỉ hết rồi, cực quá nghỉ hết. Bán lâu vậy có cách nào mà ăn của cô mà tự hồi bán tới giờ luôn cơ. Có mấy người nước ngoài ta đi về đó, ta cũng ghé lại ta tìm ta cái ăn. Có ai ở xa rồi cũng hay qua đây mua không? Có kiểu mà người ta ở đây rồi đó, người ta ở đây đó rồi xong giờ người ta bán nhà ta đi xa đó, lâu lâu người ta cũng về ăn hoài. Có khách nào ăn một tuần ở 5-6 ngày được không cô? Có. Là ngày nào họ cũng qua đây mua ăn. Cô có thấy vui không khi mà có nhiều khách ủng hộ mình vậy? Vui chứ.